Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Ea Leo, tỉnh Đắk Lắk cho biết đang điều tra một vụ việc giết người do mâu thuẫn trong việc tranh chấp đất đai. Đối tượng trong vụ án là ông Trương Văn Lượng, sinh năm 1976, trú ở xã Chư Mốt, huyện Ea Leo. Do đã có mâu thuẫn tranh chấp đất đai từ trước nên trong lúc Lượng đang làm việc tại rẫy của mình tại thôn 9, xã Chư Mốt, thì Lượng nhìn thấy tại chân hồ chứa nước trên rẫy của mình giáp ranh với rẫy của gia đình ông Nguyễn Văn Bê bị ai đó xúc đi một ít đất. Nghĩ là ông Bê xúc đất ở chân hồ nước của mình dẫn đến có thể bị vỡ thành của hồ nước, nên Lượng đi sang rẫy của ông Bê gọi ông Bê ra nói chuyện. Trong quá trình cả hai nói chuyện đã xảy ra tranh cãi. Lượng đã dùng một xà beng sắt đánh liên tiếp 3 cái trúng vào đầu và 1 cái trúng vào tay trái của anh B, khiến anh này phải đi cấp cứu điều trị tại bệnh viện Chợ Rẫy, thành phố Hồ Chí Minh. Hiện vụ án đang được cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Ea Leo tiếp tục điều tra mở rộng để xử lý theo quy định.